Quý vị và các bạn thì hôm nay qua clip này công ty View Việt chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về cái dòng súng Quân Sơn R4300 HVLB G13. Thì đây là cái dòng súng Quân Sơn của hãng Rona Đài Loan. Thì đây chúng ta khi mua về chúng ta sẽ có cây súng đây. Chúng ta sẽ có cây súng đây. Thì cái súng này thì nó sẽ có cái ở ngoài thì nó sẽ có là 8 lỗ xé tơ sơn ha. Trên này nó sẽ có R4300 HVLB. Thì tiếp nữa là chúng ta sẽ có cái 12 lỗ xé tơi sơn. Đó. 12 lỗ xé tơi sơn. Thì cái súng Quân Sơn này thì nó sẽ có là cái cốc đựng sơn bằng nhựa 600 ml. Đây chúng ta sẽ có cốc đựng sơn bằng nhựa 600 ml. Ngoài ra thì nó có cà lê rồi bạc lít. Đây có cà lê này. Đó, bàn chải này. Đó, catalog các thứ ha. Thì đây là 600 ml, cái cốc đựng sơn chúng ta sẽ gắn vào đây. Chúng ta sẽ gắn cốc đựng sơn vào. Đó. Thì ngoài ra chúng ta có thể là mua thêm cái chỉnh ép ha, chỉnh ép để gắn đuôi súng để đưa vào cái hơi vào súng nó được chuẩn theo đúng như là yêu cầu của nhà sản xuất, là khi mà trong quá trình phun thì nó luôn luôn là đưa hơi chính xác như vậy. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm cái lọc nước ha. Lọc nước chúng ta lọc tất cả ở cái máy nén khí của khách có cái lọc nước rồi, nhưng mà chúng ta vẫn mua thêm cái lọc nước này chúng ta gắn để cho nó lọc thật là kỹ cái hơi nước, vì hơi nước là vào thì nó dễ là hư cái sản phẩm trên bề mặt sơn. Đây chúng ta có thể mua thêm khẩu trang 3M 2 cục lọc. Ngoài ra thì chúng ta có thể là có cái dụng cụ vệ sinh 17 linh kiện chúng ta sử dụng trong quá trình mà chúng ta vệ sinh. Ngoài ra công ty View Việt chúng tôi còn cung cấp thêm các cái lọc sơn ha. Thì bán thêm các cái bông lọc. Đó, chúng ta có thể mua thêm bông lọc để gắn vào cái khẩu trang 3M này ha. Thì trên đây công ty View Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái dòng súng Quân Sơn R4300 HVLB của hãng Rona Đài Loan. Thì để ủng hộ kênh nhận được các clip mới nhất á, thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Một lần nữa thì rất cảm ơn quý khách đã theo dõi. Thì để ủng hộ kênh thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Và chúng ta có thể liên hệ cái số hotline trên clip này để mua trải nghiệm sản phẩm. Thì một lần nữa thì công ty View Việt chúng tôi xin cảm ơn quý khách.